Hello anh em nhé. Buổi trưa, buổi tối thứ hai đầu tuần. Về được ít pin ngon, anh em tranh thủ ủng hộ mỗi người 10 bộ nha. Tranh thủ ủng hộ anh em ơi. Hello cả nhà nha. Rồi ok, chào anh em nha. Rồi, ở đây có những cái bi này ok, nó khá là tốt anh em. Anh em nên sử dụng. Đấy, đồng thời nó giá khá là rẻ, anh em mua số lượng thì nó rẻ nhá. Còn mua 1 2 bộ thì nó sẽ mắc hơn 5.000. Đó. Đây. Tất cả cái này là 125 150 anh em lắp được hết, khỏi cần phải ram. Đó. Cứ đề từ là 125 150 anh em bộp vào phát lấy tiền. Bi này lắp vào là vừa ok này. Không gào. À, không gào. Xuân Trường em chào anh. Lê Duy Khang. À, chào anh. Đó. Thì anh em có thể truy cập ngay cái Zalo của em. 0909 755 993. Zalo nha mọi người. Dạ Zalo để mọi người mua hàng. Bữa nay toa hàng em ship lại liên tục rồi. Đấy, anh em cứ ok là em sẽ gửi hàng ngay lập tức. Vừa rồi thì nó hơi bị chậm trễ do công việc và lung tung. Đợt này thì nó sẽ mái thoải hơn. Sau khoảng vài ngày nữa thì càng ok hơn nữa rồi. Rồi anh em nào ủng hộ em nha. Rồi cái này tất cả để từ mọi người lắp vào cái là ok ngay. Tuyệt đối mọi người không được đi những bi nhẹ. Bởi vì chúng ta lắp cho khách hàng không phải là đi đua hoặc là đồng thời đi ăn trộm chó. Nên chúng ta không được đi bi nhẹ, bởi vì khi chúng ta chạy lên ga nó sẽ bị gào. Bi này là lắp vào đẹp, tất cả valio để từ 125-150. Rồi còn bi này quý vị anh em thợ máy chúng ta sẽ lắp cho tất cả những dòng xe 110. Đó. Và ở đây anh em sẽ lắp cho Vision K44. Nếu những cái dòng xe của 110, nếu anh em cảm thấy động cơ không được êm khi lên ga vẫn có thể là vẫn gào, thì anh em có thể lắp bi K44 này vào, cực kỳ nổ ga anti êm. Bởi vì bi này nó sẽ nặng ram hơn. Đó, cái này sẽ là K44. Đó, cái này nó sẽ là của những dòng xe 110 KVB. Đấy, KVB bê bò nha anh em. Đó thì ở đây anh em có thể lựa chọn. Hoặc là anh em lấy mấy thứ khoảng vài bi. Đó, bi này mình xài đây khá là ok. Giá thành cực kỳ rẻ. Đã ghim chỗ Zalo trên cái Facebook Tuấn Thần Đạt. Anh em chỉ cần truy cập Tuấn ơi 5-10 bộ. Nếu anh em quen rồi thì không cần phải điền địa chỉ. Còn anh em nào lấy hàng đầu tiên thì anh em cho cái địa chỉ, số điện thoại, tên người nhận. Cảm ơn anh em. Chia sẻ đi mọi người. Heo sữa chia sẻ cho anh khoảng vài nhóm. Anh Hòa chia sẻ cho em vài nhóm. Tuấn Thần Đạt chia sẻ cho em vài nhóm. Anh Đại Dương chia sẻ cho em vài nhóm. Đó, mọi người mua về nhà thay 200-250 nha. Rồi mọi người mua khoảng 10 bộ thì ok, sẽ có cái giá ok. Còn anh em mua lẻ 2 bộ thì nó mắc hơn 5.000 nha. Mua lẻ 2-3 bộ mắc hơn 5.000. Đó đây. Hoặc là anh em nào hay dùng làm luôn một bì luôn.
Cái này anh em có thể lắp cho K44 và 110 ok. Bởi vì trọng lượng bi nó chỉ có nặng và nhẹ hơn một chút xíu thôi. Nếu anh em muốn cái dòng xe đấy nổ gan ti im thi thầm, im như chó thở đó, thì anh em sẽ đi cái bi này vào. Rồi, như anh em nào quan tâm sản phẩm bi này xài rất ok, anh em ủng hộ nha. Em có khoảng vài trăm bộ. Rồi mới anh em ủng hộ khoảng 5-7 bộ đi, truy cập vào em với Zalo 0909 755 993. Yêu em đi mọi người ơi. Nhanh lên, em sắp lấy xe về nhà rồi. Em khiến máy tưng bừng mây khói cho anh em tham gia khoa học. Tưng bừng mây khói luôn. Ok. Được chưa? Đó. Rồi, nồi trước phay bẻ độ lắp cho tất cả những cái dòng xe Clip Valio, đúng không ạ? À, Black Lead. Đó. Nếu khách hàng nào, anh em thợ nào có nhu cầu lắp để cho khách hàng, đúng không ạ? Để chúng ta mở độ lên, để chúng ta phay, để chúng ta chạy, thì anh em inbox. Rồi, anh em nào chưa vào nhóm Thần Y làm mình xăng con thì truy cập cho em vào cái số Zalo em đã ghim ở đường link. Ở Tuấn ơi, mình nhận được đồ chơi rồi. Truy cập Zalo, 2 đêm nữa em sẽ dạy trong nhóm học Zalo. Rồi, bộ nồi này thì anh em lắp vào thì hết bài hết bản thôi. Nạp một cái thì đương nhiên nó phải gia tốc ở trạng thái không tải dựng trên trống, nó phải lên tới 150 km/h. Đó. Bởi vì bi lúc này chúng ta thả vào đây nó sẽ chạy vượt qua, bởi vì ngàm này chúng ta đã được mở. Đó, bi này lắp vào là đẹp luôn. Nhớ anh em lắp bi, chúng ta nên lắp bi một chiều. Một chiều hay không đúng chiều cũng được, quan trọng là cái phíp này. À, cái phíp này nó không tốt thì anh em lắp chiều nào nó cũng hư chậu hết, bởi vì nó tòi cái sắt trong này ra. Đấy, còn mà phíp tốt thì lắp chiều nào cũng được, chiều trái cũng được, chiều phải cũng được. Đấy, cái quan trọng này. Còn lắp mà để mà lắp cho nó đúng mà cái phíp này nó dở, nó không chịu nhiệt độ được thì chiều nào thì cũng hư thôi. Và cái mâm nhôm này, mâm nhôm đều thì nó cũng hư hết nha. Rồi, chậu bi ở đây sẽ là cánh quạt, chúng ta gia tốc. Đó. Ok. À, những anh em vớt cái này chẳng làm gì đâu, để chúng ta định tâm. À, để chúng ta gá vào cái khuôn, để chúng ta lấy cái mặt phẳng, để chúng ta vớt bẻ độ cái mặt này nha anh em. Đó. Cái này là vớt qua một bát để anh em lấy mặt phẳng. À, chúng ta tựa vào khuôn như thế này này, để lấy mặt phẳng, để chúng ta không bị rung. Đấy, người ta sẽ phay bảy màu anh em. Chia sẻ ủng hộ mình đi mọi người ơi, mỗi người khoảng vài bộ ơi. Rồi, Tết nhất đến nơi còn có 2 tháng nữa thôi anh em ơi, chuẩn bị nồi niêu, chuẩn bị mùa Tết này chúng ta thay mặn lai vào. Rồi, bộ nồi được gia công kèm chuông và bố cho anh em được kít bì tới 2 bì. Đấy, anh em chỉ cần về nhà tháo ra. Đấy, chúng ta căn chỉnh. Và ok, hôm nay mình sẽ free chỉ cho anh em nôm na khi tất cả chúng ta làm bộ nồi. Đây. Thì tất cả những anh em nào làm những cái xe mà trung bình, những cái xe mà cho khách hàng bình thường, thì trong quá trình mình hướng dẫn cho anh em ở đây, trong quá trình hoạt động thì lò xo này sẽ dán. Dán một phần nào cho phép. Thứ nhất, anh em lưu ý ở đây, chia sẻ 50 người chơi được không ạ? Mình sẽ lấy cái bố nồi. Chia sẻ 50 người, mình sẽ fill cho anh em cái này tí. Chúng ta không cần phải thay thế lò xo. Rồi. Đây, thì ở đây mình sẽ mô phỏng thì anh em phải chia sẻ đủ 50 người chơi đêm nay. Đây sẽ là cái bố ba càng. Và bố ba càng ở đây thì khách hàng cứ bảo là xe zin. Zin. Đó, mới thay buổi chiều nay. Thì khách hàng mang vào ở trạng thái con xe này bị lên ga sọc 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 sọc. Và khách hàng bảo xe của chị hồi giờ còn zin. Sáng nay chị này năm nay khoảng u khoảng 42. Chiều nay, sorry mọi người, chiều nay ở cái tầm khoảng là 4 giờ chị gái bảo ở xe chị ở vài bữa nay tại sao lên ga nó cứ rung 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 rung. Đi con A-Black. Thì chị gái bảo em kiểm tra dùm chị, xe của chị hồi chừa là zin, ăn xong chỉ vào trong hãng thay dầu nhớt và bảo hành. Thì mình mở ra thế này là hết zin. À, lên đề ba hơi bị kít kít, bởi vì nó bám ở đây này. Lột bố nó bám ở đây. Lên đề ba nó hơi có tiếng zit 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 zit. À, là bộ nồi.
Thế chị gái bảo Zin thì em xin phép với chị gái ở xe của chị là Zin này, đó Zin nhà sản xuất, Zin nó mới lột này. Nên tất cả chúng ta làm nghề xe chúng ta phải làm lại. Đấy, người chúng ta mua về chúng ta còn phải làm mà. Chứ có ông nào lấy vợ về nhà hay là chị lấy ăn nhà về nhà chị cứ để Zin như vậy không? Thế chị gái chị ấy cười, chị ấy bảo chú mày chỉ được cái nói vậy thôi. Xong tí nữa chị bảo chị lộn lộn chú mày chỉ được cái nói đúng. Đúng không? Thế là chị gái chị ấy bảo chú chỉ được cái nói đúng thôi. Đúng. Bây giờ chị mới thấm ra một cái câu đúng. À, chưa chắc Zin mà bền. Đúng không? Nó đơn giản giống chị gái vậy thôi. Ăn nhà lấy về thì đương nhiên chị phải để cho ăn nhà dùng chứ. Đúng không? Không dùng thì nó không có cảm giác gì cả. Phải dùng. Càng dùng nhiều càng tốt. Đó, thì đương nhiên con xe cũng vậy. Em bảo đảm cho chị bảo hành 1 năm. Riêng cái nồi này em lắp vào em bảo hành cho chị gái là 700k bảo hành trong vòng 1 năm. Nếu lột bố này đền gấp đôi tiền. Nếu trong vòng 1 năm nếu bố của em mòn sát càng như này mà lột bố này em đền cho chị gái 1 gấp đôi tiền. Đấy, khoái thế. 700 đền 1,4 triệu. Đấy, chị gái khoái cuộc đời. Chị gái bảo chưa bao giờ đi tiệm sửa xe nào khoái như tiệm của tay ga Đình Tuấn. Ghi vào đây luôn. Đó, ngày 14 tháng 12, à tháng 11 của 2022. Giờ này năm sau gặp chị lại. Nhưng nhớ chị lâu lâu ghé cửa hàng em bảo dưỡng cho, vệ sinh xịt bụi miễn phí. Còn riêng cái nồi này của Đình Tuấn bao anh em bong keo, bao anh em mòn tới đây nếu chạy vào trong vòng 1 năm. Rồi, mình sẽ review. Để 11 người nữa đi, để review mới có 39 người chán tê nhỉ. Chia sẻ lên. Thì trong quá trình một cái búa bạc càng ở đây sẽ là cái móc của móc cái lò xo. Nha. Thì trong quá trình hoạt động lâu hoặc là nhiều anh em thợ cứ bấy ra vệ sinh thì đương nhiên lúc này nó đồng thời cũng là bị mòn. Đó. Và đồng thời lúc này khi mà RPM chúng ta kéo ga lên ở trạng thái 1800 2000 vòng cho tới khoảng 10.000 RPM, tăng tốc và hạ ga đột ngột, lò xo cứ co bóp co bóp co bóp co bóp. Thì trong quá trình như vậy thì cái này nó sẽ lét cái mồm ra. Lấy cái mồm ra và đồng thời sẽ cộng một phần nhỏ nhoi ở trong này, em chỉ nói là phần nhỏ nhoi bởi vì em không phải là giáo sư, không phải là tiến sĩ, không phải là cái nhà để nghiên cứu, em chỉ biết là cái này sẽ giãn ra một phần và đồng thời cái lò xo sẽ giãn ra một phần. À, giãn ra mới thí một phần. Thì quý vị và anh em đang xem live hay quý vị cho cái chia sẻ, sẻ chia buổi tối nay. Thì như cái mạng của em sao lạ thế nhỉ, nó đang bị cóp mạng, co mạng hay sao, có 11 người. Ồ, mạng bên này nó bóp ghê, có 11 người sao lại nhỉ? Em thấy trong này đông đen mà sao có 11 người ta? Đây. À, mạng nó bị bóp. Rồi em thoát ra lại. 31 người à? Thế mà không chia sẻ lên 50 người, chán thế nhỉ Trần Trung. Rồi. Rồi, và trong quá trình cái này nó bị led và đồng thời chúng ta đi những cái lò xo này là lò xo 110 độ ok. Thì anh em lấy kim chết chúng ta bóp cho Đình Tuấn ở trạng thái 2 cộng lò xo này, ở chúng ta bóp ở cái đầu ngắn. Tuyệt đối chúng ta không bóp được đầu dài. Đó, ở đây chỉ cho anh em cách bóp lò xo. Nha, đây, mình lấy cái lò xo này cho dễ hiểu đi. Đây. Nó sẽ có hai đầu, một đầu dài và đầu ngắn, anh em sẽ lấy kìm chết bóp làm sao cái đầu này đụng vào đây. À, chúng ta ăn gian thu nhỏ lại, chúng ta tính bằng gem mà. Gem đấy, cái này anh em sẽ tính bằng gem. Thì cái đầu dài này có nhiều anh em bóp đầu dài này là sai, anh em bóp đầu này. Đó, anh em lấy kìm chết, kìm tăng, anh em bóp cái này, cấn vào cái đầu này là xong. Rồi, lúc này anh em sẽ móc lại. Nhớ những cái lò xo này tuyệt đối anh em không cần phải thay. Trừ khi những cái lò xo nó mỏng so với SH150 hoặc là những cái dòng xe của IA. Đó, bởi vì cái lò xo nó quá mỏng. À, khi mà chúng ta chỉ cần nhịp nhẹ rồi RPM nó búng rồi. Đấy, và đồng thời những cái bố và cái chuông nó ăn không đều nữa thì đương nhiên nó xảy ra ở trạng thái bị rung ra đầu.
Rung ga đầu có nghĩa là cái lực quán tính của RPM chúng ta mới nhịp ga một cái nó thắng được cái lực đó, bởi vì là xo nó quá yếu. Đó, nên cái búa ba càng này nó bắp vào cái chuông. Bắp vào cái chuông ở trạng thái là bóp không đều. Mấp nhấp 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 thì đương nhiên nó sinh ra ở trạng thái khi động cơ nguội và đồng thời khi chúng ta tăng tốc vào đề ba, khi động cơ bắt đầu xuất phát. Đó, bởi vì nhờ cái lực quán tính động cơ mà. Đấy, và nó thắng được cái lực thì lúc này cái búa ba càng sẽ quăng ra cái chuông và đồng thời nó sẽ không bám được hết cái chuông. Đấy, cũng nhờ vào tùy theo bố anh không đều chuông và đồng thời cái lực là xo quá yếu thì anh em có thể thay là xo 110. Còn những lò xo nó như vậy thì hôm nay mình chỉ cần nôm na thôi, anh em bóp cho thì tóm lại một cái đầu ngắn ha. Bóp 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 thì sẽ có một ngày nào đó mình sẽ live stream về cái nồi này, mình live stream là thực tế chứ mình không chém gió nha. Thứ nhất là mình không bao giờ chém gió về cái nồi này. Cái nồi này mình chẳng nói tài đâu, nếu mình bán ra trên Việt Nam này và mình làm hồi giờ được 12 năm nghề ở Bình Định này, chắc phải nồi phải tính hàng vài ngàn bộ chứ không phải là tính trên đầu ngón tay. Đấy, nên mình không ở đây không có văn thơ, mình chơi là đề bôi luôn. Nếu tính cái nồi này vừa bán ấy, vừa thay cho khách hàng chắc phải tính bằng, biết là chắc phải ngàn ngàn, tính hàng ngàn 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 chứ không thể nào tính bằng trăm bộ được. Chắc anh em biết rồi. Bữa nào mình sẽ fill cho anh em một cái. Chưa? Còn đêm nay mình fill nhẹ cho anh em, nó lại tăng tốc 41 người bi. Đó, anh em nào lấy số lượng thì 60k trên một bộ về thay 250-300 tùy theo vùng miền mặt bằng. Đó. Thay bi vệ sinh nồi 3 tháng sau miễn phí. 3 tháng sau nồi mòn bập nồi, thay nồi xong 3 tháng 6 tháng bảo dưỡng miễn phí. Lúc này lại tới kẹp trượt, tới dây cu loa, tới phốt buli nha. Ok rồi, chụp buji anh em nào cần giá ok 15k một cái, ủng hộ Đình Tuấn 20 chụp chỉ có 300k, về thay 30k 25k, hoặc đồng thời chúng ta làm cái gì chúng ta tặng cho khách hàng kinh doanh. Anh chị ơi, hôm nay anh chị làm cái này thì em mở ra vệ sinh cho trà buji và đồng thời tặng cho chị cái tẩu nếu anh em khu vực phía Bắc, còn anh em khu vực phía Nam tỉnh miền Trung thì chúng ta sẽ gọi là cái chụp. Đó, chụp vào cái buji, anh em khu vực phía Bắc gọi là cái tẩu buji. Đó, tặng cho khách hàng, báo khách hàng luôn nè. Trời ơi, trong quá trình hoạt động ở nhiệt độ động cơ đúng không ạ, nóng lặn và đồng thời tia lửa điện từ buji từ mô bị sườn đi vào, qua đây qua trở và đồng thời vào đây, từ trong quá trình làm việc đúng không ạ, tia lửa điện nó phóng và đồng thời ở môi trường Việt Nam chúng ta nóng lặn đúng không ạ, thì trong này sẽ xảy ra ở trạng thái bị mò ve. Mò ve đấy, mò ve thì lúc này có nghĩa là tia lửa điện đi vào buji không còn tốt. Có nghĩa từ chỗ này sẽ là tia lửa điện từ mô bin sườn cao áp đi vào đây qua trở. Thì lúc này có thể là tia lửa điện nó đánh tới 100%. Đó là nhờ vào tín hiệu xung của ECU. Đúng không ạ? Tín hiệu xung cấp cho cuộn dây của mô bin. Và mô bin sẽ phát ra tia lửa điện và đồng thời đi vào tẩu. Tẩu đi qua trở và đồng thời vào buji. Trong quá trình như vậy thì lúc này tia lửa điện sẽ đi vào trong này là 10. Nhưng trong này bị mò ve. Mò ve thì lúc này sẽ xảy ra tình trạng là bị gì? Tia lửa điện không đủ mạnh. Đấy, đi vào bù gì. Bữa nào mình sẽ chia sẻ cho anh em nhiều cái hay khi những cái dòng xe đề từ, đặc biệt những cái VS. Những VS khách hàng chạy ưng ưng cái kim giật dây đồng hồ này. giật này. Các bạn kéo thẳng cái dây tín hiệu đó ra, thế nào nó cũng bị mục ở trong đó. Có nghĩa là sao, 20 sợi tóc là tương đương trong cái sợi dây điện. Thì lúc này có thể là nó đắt đứt khoảng 17-18 sợi rồi. Có nghĩa là chỗ này, ở trong này chỉ cần còn 2-3 sợi. Nó dòng dòng, nó chập chờn. Thì lúc này có nghĩa các bạn không? Nó sẽ bị sụt. Nó đơn giản một sợi dây điện khi mà chúng ta được nhà sản xuất lắp đặt và thiết kế đi qua từ 12V sau khóa đi vào đây vào cầu trì và từ cầu trì nuôi cho. Có rất nhiều anh em thợ lại lắp thêm rất nhiều phụ kiện. Thì đương nhiên nó sẽ làm cái dây này chịu tải không nổi. Đấy. Chịu tải không nổi thì đương nhiên nó sẽ sinh ra là toang hết. Có thể là đầu tiên sẽ cháy cầu trì. Và cái thứ hai nó làm sợi điện nóng. Nên chúng ta cứ nghĩ là sợi điện đấy
người ta sản xuất ra, người ta tính toán hết sợi dây điện này nó chịu được bao nhiêu, à, bao nhiêu tải. Nhưng thật sự kể cả ô tô hay xe máy vậy, anh em thợ chúng ta chẳng cần quan tâm, cứ ngoắc nó làm sao điện 12V sau khóa, chẳng biết là cầu chì đấy để nó nuôi cái nhắn gì cả, cứ làm sao cứ bật khóa lên là tất cả những cái đồ chơi chúng ta sáng. Nhưng thật sự đó là cái điều sai hoàn toàn nếu mà làm điện ô tô. Những anh em làm điện ô tô mà chế đồ chơi như vậy là hoàn toàn hết. Muốn làm được những cái đồ chơi như vậy, chúng ta phải độ hoặc là chúng ta phải nghiên cứu chế ra một cái vi mặt riêng. Đấy, còn làm như vậy thì đương nhiên nó sẽ là gì? Cái sợi dây của chúng ta nó khá là nóng. Nóng thì sẽ sinh ra cháy nếu cầu chì không ngắt. Anh em hiểu không? Nó đơn giản là cái quy luật thế thôi. Đấy, giống như điện nhà nhà người ta này, hồi giờ ông bà già chúng ta ở thì hầu như không sử dụng nhiều. Bây giờ chúng ta về nhà dùng này, hai cái máy nước nóng này, hai cái máy lạnh nè, máy điều hòa này, coi dây điện chúng ta sờ vào có nóng không, bốc khói. Nhưng thật sự chúng ta không am hiểu, bởi vì sợi dây nó không đủ tải, nên cứ chúng ta cứ cảm thấy ok nóng quá thôi mua máy lạnh, lạnh quá thì mua máy sấy. Ok đủ các kiểu thì đương nhiên nó sẽ xịt khói, xịt khói thì đâm ra cháy, đó là làm điện rất nguy hiểm. Thì mình chia sẻ cho anh em cái ngắn gọn lẹ như vậy cho nó dễ hiểu. Rồi, chụp buji 15k, có quý vị nào ủng hộ 20 cái thì comment Zalo, cảm ơn mọi người. Tối nay chia sẻ cũng khá là hay. Chụp có chở chứ. Mày sư phụ lấy đồng hồ to cho mày luôn. Rồi, cuối cùng là hôm nào ta? Hôm qua hôm kia rồi nhỉ, em đảo qua những cái anh em làm ô tô trang trí đồ chơi chẳng hiểu mẹ gì về điện cả. Thấy ông này có nhu cầu bắt đèn led, bắt đèn gầm, đồ cũng như vậy, biết chỉ biết là sợi dây điện đó thôi. ACC đúng không ạ? Nó có hai cái gì nhỉ? Hai cái phun bốc. Một cái chúng ta cứ hiểu là một cái nó nằm ở phân tay, ở gần phân chân, ở trong đấy là gọi là cái trước khóa đi. Còn cái kia là sau khóa thì bốc ở trong động cơ phun bốc. Đồ chẳng hiểu mẹ gì về điện cả. Thấy cứ vào tư vấn anh em ơi, câu cái điện này nháy nháy nhấp 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 nháy nháy, thế là móc mẹ vào từ cầu chì, chẳng biết cầu chì nào luôn. Đúng không ạ? Thế là cái dây làm sao mà đủ tải. Chán thế nhỉ, mẹ vậy mà các anh cũng làm cái bảng chuyên điện ô tô. Đồ đứng ngoài thấy các anh làm điện thấy hết muốn luôn. Đồ mà điện ô tô mà các bạn mà cái gì cả, nhiều lúc anh em chạy sợi điện đồ nó nhỏ như cái lá lúa. Mà đi dòng qua cái cabin đưa vào chẳng thấy cái dây gì nó được đảm bảo cả. Chẳng bao giờ thấy ra ngoài kia mua thấy dây gì, dây gen, dây yết để luồn vào. Đủ các bạn chẳng khác gì các bạn làm những cái điện xe máy mà các ông ngày xưa hay bán ba cái đèn led, đèn vớ vẩn. Mẹ sợ gì đâu, nó nhỏ như sợi tóc. Rất nguy hiểm. Bởi vì trị giá cái ô tô nó không rẻ như con xe đam, xe cúp. Đó. Đấy, không phải rẻ như con xe máy, chúng ta cảm thấy trục trặc, chúng ta cháy là chúng ta nhảy, chúng ta lộn. Ô tô thì nó rất nguy hiểm, bởi vì nó chạy ở vận tốc cao và đồng thời ngoài đường rất nhiều người. Đó, nên khuyên bảo những anh em gala hoặc là làm ô tô điện, các anh tốt nhất chắc phải đi học khóa. Còn thấy em thấy ở gala ở đây nhiều các anh làm, thấy chứ biết là tư vấn khách hàng lắp led, lắp đồ, mới ăn chẳng hiểu điện mẹ gì cả, chán thật. Bởi vì các anh chẳng biết, các bạn cứ thấy là dây điện như vậy là ok. Nhưng hầu như nó tải khá là nặng, bởi vì kỹ sư và cái nhà sản xuất người ta tính toán hết rồi. Đó. Một cái thiết bị này nó chạy bao nhiêu A, nó tải được bao nhiêu A. Đó, để nó bảo vệ cái công tắc, bảo vệ hệ thống điện, không làm cho dây điện nóng và đồng thời bảo vệ được cái cầu chì nó không cháy, trừ khi nó chập mát, âm và dương chập vào nhau nó mới cháy. Nhưng các anh chẳng biết gì, các anh đấu thêm, tăng ampe, đúng không ạ? Tăng lên, mà thật sự dây điện không đủ tải. Chán hết cả linh hồn. Vậy mà cũng làm cái bảng đổ mã ta chuyên điện ô tô, khách hàng vào thì tư vấn đổ lắp đặt đồ chơi như kiểu đúng rồi, chẳng hiểu mẹ gì về điện. Thế mà cũng mở cơ sở tá lả thì tung cả. Rồi em trai Trung Nguyên bi nồi bộ bao nhiêu mẹ? Giá ve chai ăn đo buji xem có chở hay không. 20k đó. Ok.
Rồi 4,8 nha. Rồi. Ok này. Chết. Sao á? Rồi, 4,8. Rồi buji này tổng trở của nó là 4,8 kg nha anh em. Ok. Buji anh em nhìn này, ui trời, đồng mạ vàng 18 24k. Wow, chất lượng nha. Mỗi người 20 chục đi. Trời mưa gió giá rét ủng hộ Yên Tuấn. Ôi giời, học YouTube anh ơi. Đồng quá. Rồi pin rồi anh em, mới người truy cập ít vào Zalo, mọi người hiện tại đang còn 39 người coi. Ừ, nay xem được người coi ủng hộ anh em mọi người. Chụp buji buji này. Rồi, nồi chống rung này. Nha. Ủng hộ ủng hộ. Mỗi người 5 7 bộ và 10 bộ đi. Vào là rung Phật là múc 700k bộ anh em. Ở đây thay 700 nha. Bảo hành 1 năm. Lỗi lúc nào trả lúc đó, đổi cho bộ khác, đổi liên tục. Khách hàng có nhu cầu 6 tháng sau vào đổi cho bộ mới. Cứ 700 700 full công. Rồi, nồi trước nồi sau không kèm lạc. 1,4 triệu. Đó, không kèm lạc. Rồi, bi nữa 1,6 triệu. Tặng cho 3 kẹp trượt. Đó, khách hàng. Ở đây cứ như này là 1,5 triệu cho tới 1,6 triệu. Đó, ok. Tặng cho 3 kẹp trượt. Ok nữa, vuốt cho dây ga nhẹ nữa là xong. Combo 1,6 triệu, chưa kể rơi của loa. Nồi trước, nồi sau, 6 viên bi, tặng 3 kẹp trượt. Free, cho ga và họng ga nhẹ. Đó, không biết cho anh em làm sao, tùy theo mặt bằng. Mặt bằng của mình ở đây nó bình thường nên mình phun ở đây tầm 1,5 triệu, 1,6 triệu nha anh em. Không bao gồm dây cô loa. Năm đỏ. Năm đỏ, năm đen, hai xanh, đủ nhiều dữ anh. Nhiều vậy hả? Rồi, mọi người bi bọng thì mọi người 5-10 bộ vào toa ủng hộ nha. Sáng mai tiếp tục em ngủ dậy sớm em ship cho mọi người. Nha, có mấy chục ngàn thôi. Inbox Zalo cho em. Nồi lắp vào là ok, là ngất gần câu. Ok, ủng hộ em. Rồi, kẹp trượt cũng có luôn nha anh em. Kẹp trượt xịn nha. Rồi, làm biếng quá em lấy ra, tí nữa em dọn vào. Kẹp trượt xịn nha mọi người. Rồi, lại chìm từ tối đến giờ chưa được cốc nước. Rồi, em trai này ủng hộ 20 cái chục buji, 5 bộ bicon 125, 5 bộ bicon 110, làm luôn 5 bộ bicon K44 đi em. Về nhà khách hàng có nhu cầu lắp vào AB im thi thầm. Nha. Yeah. Làm luôn 5 bộ Vision K44 nữa đi. Rồi, cảm ơn em trai, ngày mai anh có tô phở ăn rồi. Bán mấy chục buji này chắc được ngàn cái. 20 cái chắc được 20 ngàn quá. 20 ngàn chưa được tô phở. Chắc phải kèm bi nữa mới đủ phở và đủ ly cà phê cạo mọi người. Like từ tối đến giờ. Like từ tối đến giờ được em trai ủng hộ ly cà phê và tô phở. Còn anh em khác tít. Đêm nay tít. Đêm nay là like chỉ được tô phở, ly cà phê, gói thuốc. Chắc hết rồi. Thì 20 chục buji được 20 ngàn chứ mấy anh em. 20 hai mấy ngàn như mấy. Có ai nữa không? Hết rồi. Móm.
Thôi video đến đây xin phép tạm dừng, em học mới cái này chút xíu đi. Học quy tắc nhường đường này. Nói chung là học cái này tốt nhất là anh em không nên mua bằng, chúng ta nên học mấy cái này hầu như khá là hay. Để chúng ta ra ngoài đường chúng ta biết. Em học tiếp đây. Nói chung là cần phải học biển báo đồng hồ tốc lô. Ok em. Học những cái này để chúng ta kịp thời để xử lý những tình huống. Học là tốt anh em ạ, học mấy cái này tốt phết đấy. Nói thật. Nói chung là khá là hay những cái biển báo này, biển cấm ấy. Nói chung là khá là hữu ích. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người thứ hai đầu tuần ngủ ngon nhá, hạnh phúc nhá. Em học tí đây. Học tiếng nữa em về em nghỉ. Để ngày 19 này em thi rồi. 19 này thi tốt nghiệp. Bye bye mọi người nhá.